Như các bạn yêu cầu từ rất là lâu thì hôm nay mình và Vidax sẽ cùng nhau tiếp tục chơi MMC. Mặc dù hiện tại mình cũng khá là nghiện game này, như các bạn thấy thì mình đã level 1300 rồi. Chùm game rồi, em là chùm server này. Nhưng mà hôm nay có một thử thách cho em nè. Đó chính là anh em mình phải sở hữu những cái kiếm hiếm nhất game và farm lên max level. Đó là điều hiển nhiên phải làm mà chắc chắn em sẽ làm được thôi. Và ở video hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm một cái code bí mật nữa mà chỉ có admin mới biết thôi. Tầm gì còn cái code nào nữa, em nhập hết rồi mà. Phải vậy tí đi biết. Còn bây giờ thì chúng sẽ cùng nhau đi mua những thứ cần thiết để có thể trở thành bá chủ vùng biển này nha. Như các bạn thấy thì trong lúc mình không chơi thì mình đã random được trái flop 3, nghe nói là trái mạnh nhất game thì phải. Em nhớ NPC này không, đòi ghép cái bài nhạc gì mà tít 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 kịch ra kịch đi kịch ra kịch ra. Đúng không sao mà cậu. Thì đây chính là NPC mà bán cho em cái haki quan sát á, với 2.500.000 belly, hơi mắc nha. Bay qua cái đảo băng đi. Khi em bay qua đảo băng thì ở đây chính là anh Crazy Lion Giga Chat. Anh được khiêm như trong game luôn hả? Anh đang mưu win cái này nè. Và đương nhiên anh chính là NPC bán cái flash step với giá siêu rẻ luôn, chỉ có 100k thôi, giống như là ad full gear cho các bạn, bởi vì mình là người tốt mà. Rồi sau khi trang bị tất cả những thứ cần thiết thì chúng ta sẽ đi farm thôi nào. Nhiệm vụ đầu tiên là phải lên cấp chứ mới quấn được boss nha các bạn. Mấy này xăm mình quá trời á, không thấy meme gì chơi nha. Ơi mình mạnh quá kiểu giờ không thấy bị đánh bại đâu các bạn. Ê mày thấy cái game này nó làm hay không, kiểu cái nhiệm vụ với lại cái bãi quái kế bên nhau á. Tiện chứ chơi Black Fruit đó các bạn thì phải chạy khá là xa nha, bởi cái game này nó gọi là nó hiểu được nỗi lòng của người chơi Black Fruit các bạn ơi. Ôi chết hút luôn rồi. Kì, mình gửi lời mời hợp tác mà nãy giờ chưa chấp nhận để nó giết mình các bạn ơi. Mua game bát ít hai kinh nghiệm ơi. Ôi sao cứ ra bọc tiền hoài luôn nè, quýnh quái bọc tiền hay sao á. Mày đáng ra phải nâng chát quỷ với ta, xài cái melee thấy yếu à. Mấy anh em mình thử thách đón mìm rồi, mấy con bãi quái này chắc chắn sẽ có cái mìm gì đó về nó. Nhưng mà cái mìm của này mình không biết các bạn ơi, cái mìm của này khó đón quá. Phúc quên nữa, cái code bí ẩn theo anh nè Phúc. Ok. Cái núi này á sẽ có một thằng nô lệ da đen bị nhốt. chưa đây nó có da đen giờ thì nó là da đen rồi đó. Vidax bị nhốt các bạn ơi, mình lừa nó rồi. Thả ra các bạn biết gì không, khi mà em nói chuyện với noob này á, nó sẽ có cái giọng là please give me the secret code, một cái giọng code bí ẩn nha. Đó nè, có bí ẩn nè, nhập vô ơi sát noob bùm. Ủa nhập code này luôn rồi. Thì nếu như các bạn nào không biết thì code này nó sẽ cho các bạn một belly nha. Ui Phúc có cái cửa bí ẩn như đây nè. Ui cái này là gì các bạn? What? Sao tôi trong game? Ơi em vào noob thôi kìa. Em vào noob phát spam noob arena. Ở đây nè, đây nè. Ồ à, nó ra vô ru quá Phúc. Nó cầm vô ru á. Nó cầm vô ru kìa. Ôi xịn các bạn ơi, bú. Ai con này yếu xèo vậy, quýnh còn yếu hơn mấy con quái ở cái bãi mình farm đấy các bạn. Ủa mà sao em nhặt được cái cục đó vậy? Em đánh con chi biết cái nó gớt ra sao. Tính ra Vidax nó farm hơn mình các bạn, mình farm không ra gì hết trơn á. Quýnh lẹ Phúc ơi, ai da. Yes em mạnh vậy, em gà rồi, em gà. Ui, what the fuck. Nó tên là Yellow Blade chứ không phải là Dark Blade chứ mà Lock Foot. Ui thì chiếu rồi. Trời. Buồn quá các bạn ơi, thất vọng quá, mình nói rồi mà sao Vidax cứ ra đồ xịn không, còn mình không ra gì vậy á. Ui, quýnh boss rồi Phúc, let's go. Mà con boss này trâu quá à, nó có chiêu của trái moi á, nó bất tử kìa thấy không. Này thì moi. Ui, ghê hả? Mày thấy chiêu của Vidax không? Chém liên hoàn. Ao trình vậy. Anh phải gơi vật phẩm trước em, anh phải gơi vật phẩm mới trước em. Ây da. Ui ga nè, 10%. Đó chính là nút hết. Ủa, cái đầu của nút để làm gì ta? Chịu hồi boss. Vậy là em chịu hồi trước anh rồi. Đây rồi, lần này boss con chịu hồi nè, mong là mình sẽ ra đi kiếm 5% đó nha. Kiếm Minecraft. Mày, quá đó phát hột rồi. Chà. What the hell, sao quýnh anh? Dám hắt trùng em, mới dám hắt trùng em. Mày. Ui, ngầu các bạn ơi. Big Cell Block. Ui, phải. À, cái này là mini Yoru trong Block Food nè. Anh kết liễu đi, anh kết liễu đi. Ê, chi biết kìa. Đâu, chi biết đâu? Ôi, cái cục gì bự cho ba lửa đó vậy, chi biết đâu không? Đúng rồi, nó đó. Chi biết này là tứ trụ của làng meme đấy bạn. Dogge, chim với lại con flop 3. Có ba con điếm cho tứ trụ cái khoảng tèo. Cái đó mới meme đó, cái khúc đó mới meme đó. Em không biết gì chứ. Ôi, mình hết nhảy rồi không ơi, cứu anh với. Sao đâu có bị trừ máu đâu, đâu bị trừ máu nhiều đâu. Quá nhiều chiêu thức tung ra mà không mất nhiều máu chứ các bạn. Tại nay giờ mình không có nâng trái quỷ. Mày đi chưa, 100k máu nữa. Let's go. Chưa chết nữa. Nè xong. Yes. Ui. Portal. Dozer Achetao. Anh lên level nãy giờ chưa hết rồi kìa. Sao lên nhiều dữ vậy? Quýnh con Seabit xong mà lên 100 level luôn hay sao á. Con Seabit nó lên bao nhiêu level các bạn? Mua S2F các bạn ơi. Nút hết nữa nè. Let's go. Lần này thì mình đã có nhiệm vụ luôn rồi nha. Không, lần này đi làm nhiệm vụ mới mà. Anh có nhiệm vụ mới nè. Rồi, let's go. Sao nãy quýnh em đào vậy không? Lần này nó có bị gì không ta? Sao quýnh đào không bình thường á? Lần này thức tỉnh sức mạnh
mạnh rồi Phú ơi, lên V2 rồi. 5% không lẽ có thể làm khó được anh sao? Con boss thứ ai da. Đánh cái lẻo giờ, con boss thứ ba mày. Ui, ui. À, anh không ra, anh hiện một đống thứ trên đầu anh tưởng anh ra mà. Vậy. Anh review boss tiếp nào là anh. Em mới spam kìa. À, anh trang bị mấy cái accessory vô đi. Bấm inventory, nó có để weapon accessory với ba. Má cái inventory này hơi ngu. Ồ. À, hèn chi, nó giờ anh quên đeo chuối vô. Ăn chuối nè các bạn. Ăn chuối được hồi máu. Game này thì ra bắt chước Free Fire vô hơi Lockwood các bạn ơi. Ăn nấm hồi máu nè, ăn chuối hồi máu. Anh giải thoát cho chuối vô được. Không ra kiếm luôn. Mày đừng đùa, mày không ra đi, mày không ra đi. Sha, sha, sha. Mày. Mày không ra luôn. Nhưng mà thôi không sao, qua cái đảo sushi ra đi. Mình sẽ chịu hồi ra con boss sụp lõ nha. Đó, nghe tên ghê không? Con này là Among Us đúng không? Đúng rồi, Among Us. Among Us. Ding 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 ding. Ai à, cái gì vậy? What the fuck? Ơi ơi chiêu vậy? Ngồi món hết này mạnh quá. Chúa là món hết luôn á nha. Nó quýnh đào lắm luôn á. Nó quýnh đào lắm luôn các bạn. Ơi mà nó cắm cái kia kiếm vậy nó có không? Hình kiếm của nhỏ gì trong kiếm Sony 3 lần. Tan Zero. Đúng rồi, chọn. Cái gì? Này cũng meme rồi đó các bạn. Anh em mình chơi này riết là cũng meme rồi đó. Nói chuyện cũng hài hài đó. Thì mục tiêu của tụi mình đó, đó chính là sở hữu hai cây kiếm mạnh nhất nha các bạn. Đó chính là cây kiếm màu hồng với lại cây kiếm màu vàng. Thì bây giờ Vidac nó có cây kiếm màu vàng rồi mà mình không có. Thì bây giờ mình chỉ cần việc farm kiếm màu hồng thôi đúng không? Ui, không ra luôn nè. Cái kiếm mày 5% mà là hiếm lắm á, nên không thể nào ra trong phát đầu tiên được. Mày quýnh đao. Quýnh đao thì tao quýnh mày chết luôn. Rồi, không ra. Ok mày ơi, sau hồi farm ăn quái thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với việc farm boss tiếp nha. Cái con boss này kiếm nó gớt ra chỉ có 5% thôi. Là bằng với cây Tushita bên Lockwood á. Mà boss bên Lockwood thì bạn biết rồi đó, farm còn khó hơn con này nữa. Con này ít ra thì nó vẫn còn có thể lấy liên tục được. Chứ con boss bên Lockwood là bạn phải đợi khá là lâu ha. Chạy đi bố, kỹ năng thì chạy đi, sắp cốt rồi kìa, đừng quýnh nữa, anh quýnh nó chưa. Ây da, chạy. Mày kết liễu. Yes. Thì nếu như các bạn nào mà không biết cách farm được cái kiếm đó thì các bạn chỉ cần farm ở bãi quái thôi nha. Bãi quái của con vịt này nè. Tính ra farm ở bãi này lên level cũng cao nên các bạn cứ ngồi farm bãi này cũng được. Rồi tí ra farm boss sao. Hai cục liên tục luôn. Wow. Đi. Ơi, à, cảm giác nha, là nên cảm giác là sẽ ra đó. Hai cục 5% liên tục đúng không? Em không biết. Farm cái hai con liên tục luôn. À, ra đi. Anh ba xin. Nếu như ra cái kiếm trong lần này mình sẽ múc ban về đất nha các bạn, hứa luôn. Uy tín luôn. Phải vẫn không ra. Yeah. Xong rồi anh ra. Ui ra thì nè. Ủa mà sao có 10% vậy? Cái đó là cái gì? Ủa đâu phải cái kiếm. Nó là sụp bon gì nè ba. Quá đồ ơi. Ê mà nó là legendary luôn nha. Tăng nhiều lắm. Tăng quá trời độ nè. Mà tính ra game này tụi mình speedrun bằng cách quấn boss được chứ không cần farm quái đâu. Kiểu đi quấn CBS rồi quấn boss rồi là lên max level easy luôn á. Đây em sẽ là người gớt cái kiếm. Anh mới là người gớt cái kiếm. Không gớt luôn. Ok các bạn ơi, thì sau hồi ngồi farm mình đã có được 7 cục sushi orb. Và với đó thì có được nhiêu cục? Ai em có được 4 cục. Em đang cầu năng lượng từ Di Hằng Among Us. Em múc ban Among Us lấy năng lượng hả? Rồi múc ban Among Us. Để thử mình múc ban Among Us này thử các bạn. Chuẩn, trước khi quýnh thì múc bán đi. Con này ra luôn không? Con này còn một con. Phát không có rồi. Tụi mình bro giờ. Mày, ui, ra rồi. Ra rồi, 5%. Purple Katana. Coi nè phút, Legendary. Cây nào ngầu hơn, cây nào ngầu hơn. Vậy là hai đứa mình hoàn thành thách đó. Có được cái kiếm mạnh nhất trong game rồi. Thì cuối cùng thì hai tụi mình đã hoàn thành được thử thách của video lần này. Và đương nhiên bây giờ chúng ta sẽ coi xem đâu chính là cái kiếm mạnh nhất trong game này. Bằng cách là bức bàn về đó. Trời ơi. Triple bomb. Ui cái gì vậy, what the fuck. Mạnh vậy cu. Bả vô mà núp. Ây da. Sao phút mạnh được như vậy? Rồi mày né hộ. Đây là kỹ năng. Kỹ năng. Rồi. Dạ. Đừng mà Phúc. Cúp ra. Né hộ chiêu này Phúc ơi. Né hộ. À, cái chiêu nó khó né quá. Vậy là các bạn đã biết cây kiếm nào là mạnh nhất trong Mimsy rồi đúng không? Purple Katana với 5% tỷ lệ xuất hiện nha. Rồi chắc quỷ tầm 10 trái, 20 trái gì xong trong rớp ra nhanh hết sức có thể luôn, rớp toàn bộ kêu bấm 7.9 rồi làm sao. Hiểu rồi. Ui, anh random được chế đâu luôn nè. Ui, hai trái đỏ liên tục luôn nè. Đỏ luôn đi. Trái chó với lại trái đô nè.
Nè nè nó dính trái nè, phốt phốt phốt. Ôi ôi phút nó mất bàn các bạn ơi, phút nó mất. Ok thì video hôm nay đến đây sẽ kết thúc nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như các bạn muốn mình làm gì thêm về MC nữa thì nhớ comment bên dưới, còn bây giờ thì bye bye.